Trong video đánh giá chi tiết á, mình cũng đã nói về những cái tính năng ở trên camera của thiết bị này. Còn hiện tại bây giờ á, chắc là để cho các bạn xem những cái hình ảnh chụp và những cái video được quay chụp và cái khả năng thu âm của cái chiếc Oppo N1 Mini này luôn. Để cho các bạn tự đánh giá cái khả năng chụp ảnh và quay phim của một thiết bị 450.000 đồ cổ ở thời điểm hiện tại. Đây là video được quay bởi Oppo N1 Mini nha các bạn ha. Và hiện tại các bạn có thể nghe được tiếng ve kêu các kiểu con đại điểu. Đây là video ha, mình quay từ chiếc Oppo N1 Mini nha các bạn. Trong cái điều kiện gió rất là lớn luôn thì các bạn có thể là nghe thử chất lượng thu âm của nó như thế nào ha. Đó, cũng như là cái khả năng lấy nét nè ha. Đây là bông sứ nha các bạn. Còn đây chính là âm thanh và hình ảnh được quay bởi camera của Oppo Mini N1 nha các bạn. Thì ở đây có tiếng gió, tiếng ve kêu rất là nhiều. Thì các bạn xem thử là cái khả năng thu âm cũng như là cái chất lượng video của nó ha như thế nào. Tại vì cái thiết bị này cũng ra mắt cả 7 năm rồi. Thì ở thời điểm hiện tại thì có lẽ nó sẽ không bằng được với những thiết bị hiện tại. Nhưng mà camera trước sau như một của nó thì cũng mình đánh giá là nếu mà so với mức giá nha, rất là ổn nha. Thì mình thấy cái chiếc điện thoại này nếu các bạn mua về để làm cái mục đích mà nặng mụn thì cũng được nha các bạn. Tại vì camera trước sau như một nó lấy nét rất là rõ luôn. Có thể tận dụng để nặng mụn được. Cái video này các bạn nghĩ sao về cái chiếc Oppo N1 Mini này? Thì các bạn hãy comment phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.